Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Quay lên một cái cục máy của DOC rất quy luật, đi cùng một vài món đồ chơi cực khủng. Cái chiếc quay độ trong clip hôm nay là một cái con xe cưng đến từ Anh Thiện ở một cái thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Cái con quay này hiện đang ẩn chứa vô số những cái điều bí ẩn hấp dẫn và đang chờ các bạn cùng tìm hiểu khám phá. Mình có thể tự tin nói với anh em rằng đây là một trong những bản đồ quay độc và bá đạo nhất do mà chúng tôi đã từng được thấy. Chiêm ngưỡng tổng thể cái chiếc quay độ, cái chiếc xe cưng của anh chủ đã tạo được khá những thiện cảm với rất nhiều người nhờ vào một cái diện mạo trư sinh thanh thoát không khác gì một cái dòng nguyên bản. Nhưng nếu các bạn có một cơ hội tham khảo về những trang bị trên xe và trao đổi tính từ người chủ, chắc chắn các bạn sẽ không khỏi trầm trồ và ngất ngây. Tất cả những trang bị đồ chơi trên xe đều là một cái sản đến từ hiệu Tiếng Tâm, được hàng vạn anh em ao ước. Khi tránh vào con xe thì anh chủ phải dùng rất nhiều cái phương pháp để làm chúng trở nên độc đáo, thẩm mỹ hơn. Như ở những clip trước thì mình cũng đã bắt đầu với bộ phận cụm thắng để cho anh em dễ dàng tham khảo. Nếu nhìn từ mắt thường, có lẽ các bạn nghĩ rằng cụm thắng của chiếc quay độ này tận dụng cái phiên bản cụm thắng mới của Nhật Rainbow sản xuất để đồng bộ chiếc cụm phanh dọc của Rainbow Berossa. Nhưng thực sự đây hoàn toàn là không phải. Nó chính là cái cụm Rainbow Blitz mức giá gần 10 triệu được anh chủ bổ sung thêm cho bản lề CC theo phong cách là Rainbow Berossa. Đồng thời điểm thêm một cái khúc kỹ CC nữa thì có một cái hốc gió của nhà tiếp em. Cái đồn chơi dầu thắng đảm nhận cái nhiệm vụ truyền lực thắng cộng dầu heo ống đầu S để tăng thêm một cái dàn tay lái đầy thú vị cho người chủ chịu chi. Và còn đặc biệt bổ sung thêm một cái vài cái ngắt dọc sau ly đỏ chính hãng mức giá đâu đó dưới 8 triệu. Cái cụm ga mà cái chiếc quay độ này đang sở hữu chính là cái cụm ga Active CC, hẹn sẽ đem đến cái sự gia tốc nhanh mượt mà rất hiệu quả. Lý do với cụm bản thì nó ăn đứt hoàn toàn về thẩm mỹ bên ngoài, nhưng cái mẫu cụm này lại hơi thua thiệt một chút so với cụm zin vì các dòng quay nó nhỏ và không có cái nút đề máy. Một trong những cái điểm đó làm mình cực kỳ thích thú ở cái chiếc quay độ đó chính là sổ cho mình cái màn hình LCD theo đến từ Coso, được anh chủ đặt ngay ở vị trí đường giữa, một vị trí lý tưởng để quan sát được đồng hồ khi đang đứt gió. Ở phần động tác này tối ưu hóa cái tính kỹ thuật học của phần tay lái khi được vận hành ở những cái dải tốc độ cao. Khi lắp đặt, một cái vấn đề mà mình không quên nói tới đó chiếc là màn hình Coso này, nó được gắn rất là gọn gàng đi cùng với bộ phát CNC. Nó quay một cách triệt để sự tỉ mỉ của cái màn hình và hoàn toàn không bị lộ bất cứ cái chi tiết gì điện nào hết. Trong khi có động cơ của chiếc quay đã được nâng cấp một cách triệt để, gia tăng cái độ bốc và tốc độ tối đa, nên anh chủ đã áp dụng một vài phương pháp để tăng cái sự ổn định cho con xe cưng. Bổ sung thêm trợ lực sườn chính là một trong những cái phương pháp mà anh chủ đã lựa chọn. Bên cạnh việc hạ cái phục trước, kéo dài cái trục cơ sở bằng một bộ cấp hoàn toàn mới. Trợ lực sườn của cái dòng trợ lực sườn Holin 120 thời mới nhất, khi về tay đã được anh chủ lầm bỏ những chi tiết nấm chỉnh, sẽ lắp thêm một cái nấm chỉnh đầy cổ điển của các dòng trợ lực Holin thời cũ. Quay lại cái phần chạy tay lái, bây giờ mình giới thiệu anh em biết cái cụm công tắc độc chiêu xuất hiện trên con quay hôm nay. Các bạn nghĩ đây là cụm công tắc zin thì thật sự các bạn hoàn toàn bị nhầm, vì anh chủ đã chia sẻ đây là cụm công tắc nguyên bản của dòng Honda Super R1000R sản xuất cái đời là 2007. Nó khác với cụm nguyên bản ở chỗ là có thêm cái nút sinh vượt vaccine. Nếu mình đoán không lầm thì anh chủ tận dụng cái nút này để câu thành chức năng đề máy, khắc phục cái nhược điểm của cụm ga Active. Ngay cái dàn tay lái ở bên trái là chúng ta thấy một vài công đoạn chỉnh sửa để tạo một khoảng trống phục vụ cho việc lắp được cái cụm con tiếp em, đảm nhận tới cái cảm giác bóp con chuyển số mượt mà hiện tại cục máy xe độ này đang ứng dụng là con trai chứ không phải là con tự động nguyên bản nữa. Cái cụm con này vốn dĩ nó tỉ mỉ và càng đẹp hơn với một cái khúc kẽ CNC 128 Racing. Nói về phía trước, một cái sản CNC từ nhôm nguyên khối đến từ một cái bản vẽ lập trình sẵn, nó vừa thẩm mỹ mà còn rất là độc đáo. Cái màu da xám mờ của chiếc cụm này gắn lên xe còn tôn lên nét đẹp lịch lãm bí ẩn của phần niên Extreme Cream phiên bản đen vàng. So với những cái phiên bản như Rainbow Moto 3 thường thấy thì cái dòng chữ Rainbow của cái con heo phía trước chiếc quay độ hôm nay nó có vận hình độc đáo hơn, đó vì không xuất hiện nhiều ở những đồ Việt Nam. Thực tế heo trước của chiếc quay độ hôm nay là cái dòng Rainbow Moto 3, nhưng cái mức giá dễ thở hơn ở mức tầm dưới 20 triệu. Và em ấy cũng được cấu tạo từ nhôm Blitz nguyên khối, block như cái dòng là Rainbow Moto 3 thường thấy. Các ấy chở là piston bên trong làm từ nhôm nén nên mức giá dễ thở hơn so với piston Titan của phiên bản Rainbow Moto 3 còn lại.
ngoài logo cũng là một cái điểm phân biệt của cái dòng heo này. Cộng sự cái dòng heo độc đáo chính là cái phần đĩa của Rainbow Motoba HLC. Nó cũng lạ mắt hơn rất nhiều so với cái dòng đĩa của Rainbow Motoba lồng vàng. Ở cái dàn chân trước, một cái điều chú ý nữa anh em có thể nhận ra, đó là nhiều cái điểm nhấn hút như là ốc robot, ốc gió sau ly hay là ngắt dọc sau ly v.v. Cái dàn chân sau của con quay này vẫn đang trang bị cái thắng đùm nguyên bản, nhưng một cái nét đặc biệt nằm ở chỗ những món đồ chơi sắc sảo mà anh chủ đã tinh ý điểm xuyết. Một cái bộ càng thắng của Takawa có lẽ đã rất quen thuộc anh em rồi, mình không nói nhiều quá. Nhưng ở bên cạnh còn một cái nạn nữa nó cũng rất là đặc biệt, đó chính là cái chân đạp thắng của CNC đến từ Shirak, nó góc cạnh. Một cái món đồ chơi chưa được anh em nào sử dụng trên những cái bản đồ quay. Tương tự cái dây vàng đạp thắng là cái bộ cấp nhôm ống lượng của chiếc quay độ thì đến từ Shirak đình đám. Do nó cấu tạo từ nhôm CNC nên bộ cấp này nó cũng nhẹ hơn một cấp xin, đồng thời nó cũng ổn định hơn rất nhiều so với chiều dài nhỉnh hơn. Cái dàn chân sau nơi chú ngụ cái cặp phục Real Racing, một cái dòng thương hiệu và có núm tăng chỉnh nảy rất là êm ái, không thua kém gì những hậu nặng ký như Hollin hay Nichen. Tránh cái tình trạng bị cạc cấn cho bằng hợp xích, anh chủ nhanh trí lọ bỏ luôn hợp xích nguyên bản, thay thế bằng một cái chê sinh trần của Takawa. Nói về một cái máy móc, cái có động cơ nguyên bản ngày nào đã bị thay mới bằng một khối động cơ 124cc DOC đến từ Kitako. Song song cùng với cục máy, mình còn phát hiện một cái món phụ tùng hiệu suất cao, chính là một cái bộ nồi khô đến từ Daytona, một bình xăng là Mikini TMA. Chắc chắn các bạn được anh em ấn tượng với một cái bộ nồi của Daytona trên xe. Bộ nồi khô vô cùng hiếm thấy và ít xuất hiện ở nước Việt Nam, cho ra ứng thâm đen ken rất chừng hấp dẫn đi cùng với một cái phần động cơ mạnh mẽ. Nét đẹp thẩm mỹ ở cục máy còn được tăng cường nhờ vào những món đồ chơi kỹ như cái cần số Shirak, ngắt dầu sau ly, kép dò đạp đến từ Takawa. Long bô chiếc xe này đang lựa chọn đó chính là cái dòng bô Over Racing Carbon. Nó được kết nối thông qua một cái động cơ titan sặc sỡ, kích thước phù hợp với phần khối động cơ hiện tại, đáp ứng rất tốt nhiệm vụ thấp hơi cho một cái cục máy hoàn hảo. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại cái chiếc quay độ lần nữa nhé. Saichi 150 dọn kiển hết bài. Cái chiếc Saichi 150 hôm nay được phẫu thuật lại hoàn toàn ở bên ngoài, thay đúng một phong cách đi kiển nhẹ nhàng, đơn giản bằng những món đồ chơi quen thuộc. Điểm nhấn làm con xe này lạ hơn chính là nhờ cái tông màu vàng lạ mắt mà con xe này đang sở hữu. Cái vị trí tay con tiếp em, một cái điểm nhấn nó hài hòa đơn giản ở phần ghi đông bên trái. Một cái mẫu sản phẩm bức giá tầm khoảng 3 triệu đi kèm rất nhiều tính năng ưu việt như phần rãnh gió ở đuôi thắng, chống gãy, núm tăng chỉnh. Duy nhất cái phần chân kính thì phải minh lại vì nguyên bản của nó không có. Ở dụng cho mình, cái cụm thắng của Rainbow Asset đảm nhận cái chức vụ kiểm soát hành trình phanh trước giữa xe. Những chi tiết bắt vào phần ghi đông, bọc chó đều được thay bằng chất liệu Rhinam. Điện phân lên cái màu sạc bảo cũng rất là bật trên cái phần ghi áo vàng. Xung quanh cái phần ghi đông, một cái dàn ốc Rhinam điện phân lên cái màu sạc bảo khá là bật. Bên cạnh là cái cụm công tắc và cụm tắc Dono. Đây là hai món đồ chơi cơ bản hiện nay mà các dòng Raider, Saichi hay là Sonic đều trang bị. Cái phần dàn áo được khoét rộng hơn để trang bị cho được Hollin kẹp sườn đi cùng hai bốn nấc chỉnh nặng nhẹ để chống giáp phần đầu độ cao. Cấu tạo hành trình ti thì hơi dài nên người thợ của nó phải kéo xuống dưới để ăn gian chiều dài không bị cạc cấn cái chân đánh hết lái hai qua hai bên. Cái dàn chân tận dụng heo của Rainbow logo đỏ 2 bit đã xứng, nó được cố định chiếc xe thông qua các bộ phát được làm bằng chất liệu nhôm nguyên khối. Bên cạnh còn ở dầu ép được bấm ép dầu CNC, ôm theo đúng cái thế ốc dầu để tránh uốn cong dây trong quá trình sử dụng. Cái giảm nút sau là cái phục Hollin bình dầu rời, một trong những mặt hàng đồ chơi phụ kiện sang chảnh, được trang bị cho rất nhiều dòng mô tô trong cái giường đùa, mà còn tận dụng cho nhiều cái dòng xe bốn thông ở Việt Nam. Nói đây thôi cũng biết được phong cách chơi xe của người dân Việt nó sành điệu kiểu chơi đến nào. Và giá của chiếc Saichi 150 cái đời 2021 hiện nay được bán ở mức giá tầm khoảng 52 triệu đồng, chấn động theo từng màu sắc khác nhau, mức giá này chưa gồm thay biển số. Đây được xem một giá cũng rất là hấp dẫn cho các bạn sở hữu một dòng xe nhập khẩu trực tiếp từ Honda Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.